Chúc mừng các bạn đã xem đến video cuối cùng trong khóa học kiếm tiền eBay đồ shopping. Tôi tin rằng bạn là người rất là kiên trì khi đã xem đến video này. Trong video này tôi sẽ tổng kết những gì chúng ta học được trong những video vừa qua. Đầu tiên, các bạn đã học được cách lập tài khoản eBay và PayPal và tối ưu tài khoản eBay. Và chúng ta cũng học được là làm cách nào để nghiên cứu và đăng sản phẩm ở trên eBay. Và khi có khách hàng mua sản phẩm chúng ta thì chúng ta sẽ xử lý đơn hàng như thế nào. Và chúng ta học được là cách tìm một số nhà cung cấp uy tín để chúng ta nghiên cứu và bán hàng ở trên eBay. Vâng, tôi tin rằng khi các bạn kiên trì làm eBay dropshipping mỗi ngày, hàng ngày chúng ta chỉ cần dành 1-2 tiếng mỗi ngày, thì các bạn sẽ nhanh chóng có kết quả và kiếm được tiền ở trên eBay. Vâng, chúc các bạn thành công.